Cảnh sát bắt nóng nghi phạm giết người sau 2 giờ lẩn trốn. Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an thành phố Tam Kỳ đang tạm giữ hình sự Trịnh Chí Tâm, 33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, thành phố Tam Kỳ. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 11, anh VSN, 36 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình cùng nhóm bạn đang đứng nói chuyện trên đường Nguyễn Hoàng, đoạn qua thôn Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận. Vì có quen biết nhau từ trước, Tâm đến nói chuyện cùng nhóm này. Bất ngờ, Tâm sử dụng vật nhọn đâm vào vùng bả vai trái của anh N rồi bỏ trốn. Do vết thương gây mất máu nhiều nên anh N đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Nhận được tin báo, Công an thành phố Tam Kỳ đã ngay lập tức huy động lực lượng tiến hành truy xét đối tượng. Sau 2 giờ truy xét, cảnh sát bắt giữ Tâm đang lẩn trốn tại khu vực xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam.